Tam hả bà? Chồng được chứ. Thế đau dạ dày thì uống mấy ngày khỏi? 3 ngày. 3 ngày đã khỏi rồi. Khỏi rồi. Có mất tiền không bà? Mất tiền nhiều đó. Mất tiền nhiều á? Là bao nhiêu tiền? 500-600 nghìn. Uống 3 ngày khỏi. 3 ngày. Cháu tưởng thuốc lam thì lấy ở rừng sao mất tiền được? Có người trồng được mấy đứa, có mấy loại đấy. Trồng xong thì mình có 3-4 loại về trồng nhau thì mới được. Trồng với nhau. Không phải là lấy cái mật ong à. Lấy cái mật ong về cho bò thì nó mới khỏe nhanh. Mình nó nuôi đấy, không phải là cái nhà nước nuôi đâu. Nhà nước nuôi là lúc nào nó cứ cho đường. Thế là mật ong tự nhiên trong rừng gì? Nhưng ở đây không có. Mật ong tự nhiên trong rừng nhưng mà mình đi tìm được thì mình lấy về nuôi cũng được mà. Nhà mình nó cứ nuôi 2-3 tổ mà. Thế à? Lúc nào nó cứ có mà. Thế bà bán cho cháu một tổ đi. Bao một tổ thì xa như thế là làm gì vậy? Lấy được. Gửi máy bay xuống đây. Vậy xe cũng đưa nó mà. Máy bay thì không, nói có máy bay thì không được, nhưng mà nếu mà quyên thân, nếu mà ai thì gửi xe thì vẫn được. Gửi xe cũng